Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Kaka Vlog Cuộc sống ở châu Phi. Đấy thì hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần đấy mọi người. Thì sáng nay thì mình và anh em trong team và cũng vừa ngủ dậy đang ăn sáng thì là có một cuộc điện thoại từ bản là gọi lên cho mình. Thì mình cứ nghĩ là có vấn đề gì đấy, nhưng mà gọi là một cái tin cũng bất ngờ đấy. Gọi là cuối tuần là người dân là thường hay là cuối tuần thứ bảy chủ nhật ấy, cuối tuần người ta thường hay là nghỉ ngơi nên là người dân thường hay kiếm đồ ăn đấy. Thì là anh thư ký gọi điện cho mình nói là có thịt được một con thú rừng đấy, gọi là bắt được con thú rừng cái gì đấy, là bẫy việc gì đấy, vì người dân bên này ở gần rừng núi đấy, ở đôi núi là thường hay làm bẫy để đi bẫy những cái thú rừng đấy. Thì gọi cho mình là bẫy được một con thú rừng to lắm, thế mình cũng không biết con gì, nói anh thư ký cứ nói nhưng mà mình không hiểu lắm cái tên của con thú đấy. Thì bây giờ mình cũng đã vào đến bản rồi đấy, thì người dân là đang tập trung bên kia mọi người, chắc là cũng là đang làm xử lý con thú rừng bên đấy. Thì bây giờ sẽ đi qua luôn đấy, gọi là mình cũng mang máng nhiều cái con gì nó giống kiểu như kiểu hò nha dế đấy, nhưng mà mình hỏi con dế là nó không phải con gì ở trên rừng đấy, gọi là đi bắt được đấy, người dân đi bắt được. Thì bây giờ mình qua lại luôn, chắc là cũng đang là làm thịt để chuẩn bị ăn mừng ngày cuối tuần đấy, ngày nghỉ ngơi mà đấy. Đấy, mọi người đang tập trung đây đông lắm. Familia, qua lại đi. Oh, bay. Bonjour. Hôm nay đang ngồi đây. Tôi đứng bên đấy. Ok, hôm nay thứ bảy chủ nhật cuối tuần nhìn nó rất đẹp mọi người. Đấy, ngồi đấy. Đấy, bên này là không biết là làm thịt con gì đấy, xem nào. Ta có tao. Ủa, đang làm thịt con to lắm mọi người. Đấy, găm phô cuối. Dạ. Nhưng mà máu mé nhiều quá, mình không dám quấy đâu mọi người. Đấy. Đang làm thịt này. Má gì? Sì, chef. Esse tá que? Esse chama que? Isso é o coso. É que tá o cái cam bandi. Ai? Apa nhà lao nó má tu? À, bên kia mọi người. Tá có tá. Tá ở nhà mèo cần đi. Tá đi, tá đi. Mai cô, đi ra một chút vào xe đi. Xe. Essa? Sim. Outra. Xe. Thịt ngon mọi người này. Essa come cuia? Cuia. Ora come essa? Sim. Agora dá pra fazer como vai? Vamos dividir tudo. Sim, vamos dividir tudo. À, mọi người đang làm thịt để chia cho tất cả người dân trong bản đấy. À, tudo assim vamos receber, né? Sim. Cada pessoa 5 kg. Sim. Vai chegar? Vai chegar. Esse é para mim? Sim. Mais velho não tem? Tem. Cái đuôi, đuôi con này là con... Esse é uma que? Cambambi. Hình như là... Tipo velha. Veado. Esse é velha. Veado, não é dele. Veado. Veado, cambambi é bondo. Português é o velho. É o velho. Assim, né? Core. Core assim? Quem apanha essa? Essa aqui que apanhou essa. O Maico. Sim. O Maico? Mas ele também? Sim. Ah, chato, né? Ele gosta de chato. Vem. Ah, essa é apanha? Apanhou. É, nhìn chato, né, mọi người? Apanha com o quê? Essa? Đó, anh đã bê gầy. À, đây là cái bẫy mọi người. Đi chà. Essa? À, bẫy bằng cái bẫy này mọi người ạ. Essa, à xin. Chà, anh ấy. Es mete essa ta come? À xin. Mete como? Vem daí. Espera. Eso mete así, ¿eh?
Tira, tira esa. Eso es el meu bed nata duro. Ah, cái này là cái bầy đấy mọi người. Ấy nó cũng có khóa có chốt đấy. Chà. Nhìn như cái bầy chuột đấy. À, también cota para my value, né? Cota já um pouco da my value. Ô, chà. Ấy, cần dẹp mổ rồi, mẫu mẻ nhiều quá mọi người. Ấy, mình cũng không dám quay lên đâu. Ấy, người dân là đến bên kia đang chơi rất là đông. Cái này đấy, đang cắt thịt đấy mọi người ạ. Cắt đi lại. Đấy, con này là con lính dưỡng mọi người nhé. Đấy, mình không dám quay gần đâu, quay xa xa thôi. Đấy. Đấy. Con này là con linh dương, em mình cũng vừa tra cứu đến mạng sóng đấy là hiểu cái tên đó là con linh dương mọi người. Có thầy. Dạ, cô ta bem, vamos dividir tudo. Deve ser pouco. Đấy, to lắm mọi người ạ. Con này nó to lắm, bằng con bé đấy, con bé thế này. Ariane, esse da grande assim, né? Đấy, to thế này mọi người. Tao đi cắt đi mais velho. Não, ok. Yeah. Mai cô gái ta có mắt gì? Cô ta otro cô ta. Sí, esa mai vel. Da, da él. Yeah, yeah. Fala con él también. Cúbulo, ayo, tu aperada. Tu aguanta. Echa. Isso. Sí. 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 Làm cái đuôi bé bé đấy, tội về là ông ba, cháu chắc. Esse vai cozinhar bem, comer bem, apanhar força. Đấy phải ưu tiên bảo trưởng thôn đầu tiên mọi người. Đấy, một người đứng đầu của thôn mà. Đấy, bây giờ mình xem cái bầy luôn đấy, mẫu đang dịch đấy mọi người. À đây anh, cậu kêu về mete ese no sao. Đấy, đấy mọi người. Đấy, bây giờ thử luôn cái bầy nó như thế nào mọi người nhá. À, cái này là đi bầy ở trên núi thôi. Đây, cái ngô nó đang dính ở đấy này. Đấy, hiện tại cái bầy này, đây, phấn này, phấn nó đang dính ở đấy luôn này. Phấn và mẫu đấy mọi người. Đấy, cái này là đang ở chế độ khóa đấy, chưa mở đâu. Số tay ese, no tay mai otro. Otro ainda no acabó. À, ese? Vai buscar. Espera, cava mais, assim tá bom. Não, vou experimentar se vai servir. Sim. Ah, esse também? Mostra. Esse não acaba ainda, né? Não, ainda não acabou. Esse quem fazer? O mestre está aí. Ah. Não é mestre, é... Mestre.
À, cái này là người bản Từ Lam đấy mọi người. Đấy, các người lớn tuổi đấy. Dạ, số mét đây đấy, máy về luôn. Từ Lam nhưng mà cái này chắc sống mà làm cái này mình thấy là cứng lắm. Toàn lấy cái sắt nhịp ô tô thôi. Này. Cái này là làm cho sống hoặc chắc là để nấu đấy. Còn cái này này. Mệt thế. Thế để xem cách người dân là bảy thủ như thế nào mọi người nhé. Đấy. Đấy, bỏ cái môi ở giữa này này, giữa cái mâm luôn, gọi là cái kiểu mà cho lên đĩa đấy, mời anh sới đấy, vào sới là đi luôn mọi người. Xin. Cái này mà người đi dậm vào cũng ấy đấy, nhưng mà ở trên núi là không có người đi đâu, chỉ những thợ sẵn thôi. Những thợ sẵn là chắc là có cái khoanh vùng của nhau rồi. Ai 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 à, cái này cũng giống như kiểu bầy ở mình đấy, ngày xưa thì mình sẽ ở quê cũng đi bầy chim cấu, chim ngoài ngoài những cái bãi cát đấy, cũng làm bầy nhưng mà nó không to như thế này đâu, cái này to lắm, đấy, nặng ấy. Cái này thì mới bắt được những cái con thú lớn như vậy đấy mọi người. Giờ thế là sao vậy? Nói. Tôi đã mất đi lado. Agora é perigo. Bây giờ làm sao nữa mọi người nhá? Đây có một cái. Đây là cái môi này. Cái môi nằm ở đây này. Đấy, bây giờ ăn vào đấy là xong đấy. Anh sẽ nhau có đa văn bê gầy đấy. Hả? Nào nào, để xem, phải lê vào, Đã cái lê ấy. À, cái này mọi người. Để thử xem nhá. Anh sẽ vai bê gầy đấy. Đấy, để thử xem mọi người nhá. Não, pega pouco assim. Vai lá, mais velho. Sai lá. Não, daí já tá bom. Assim, né? Daí vai um moinho, mano, né? Agora aqui cabrito, tá vendo? Cabrito, tá vendo? Assim. Oh. Não pega! Tchau! Oh!
Mạnh thật mọi người đấy. Quá khỏe luôn đấy. Đây, bầy nó ăn vào đây luôn này. Đấy, đây là cầm bấm này, bây giờ kéo đi này. Cái này thì, đây, bây giờ mình kéo cái này đi này. Đấy à, thế này thì đúng là, đây, gắm cái này luôn thì đúng là thú nào cũng đi đấy mọi người. Xa, à xì bè gồ nè. Xì à, bảy thế này nhưng mà cũng phải lấy lá nụ cái lên montagna nhá đấy. Thấy anh buê. Đam mê đấy anh xin. Anh xin đam mê. Đấy, bảy cách bảy là như thế này đấy mọi người nhé. Đấy, còn bây giờ là cái thanh quả là đang chia nhau bên này. Đấy, phải chia đều cho mọi người, đóng bản mà. Đấy, người dân là sống rất là tình cảm đấy, cứ có cái gì. Đấy là gọi là có phúc cùng hưởng, có hòa thì cùng chịu đấy. Có phúc là có những cái đồ ăn này. Đấy. To lắm. Đấy mọi người, đấy cuối tuần mà có đồ ăn thế này đúng là tuyệt vời đấy. Một sáu một tuần làm việc là mệt nhọc, cuối tuần lại có cái đồ ăn ngon thế này thì đúng là có sức khỏe để sáng tuần làm việc tiếp. Yeah, domingo tiene come así, né? Le apaña fuerza, va a comenzar semana de novo. Trabalha, cultiva, masa. Não é domingo tiene come, né? Tiene bebê. Dai forza, fazer uma criança. Hey, sếp là đến ngồi chơi là làm một cái đuôi. Hey, chiều về. Assim, cuia. Só vai sentar. Pega a carne. Đấy mọi người, đấy bây giờ là về thôi, đấy lên là kiếm được miếng thịt rồi. Nói chung là người dân cũng sống rất là tình cảm. Đấy, bây giờ coi mình như là người nhà ở đấy, có miếng ăn ngon đấy, cũng gọi anh em mình lên để chia sẻ một ít. Đấy thì mình cho thì mình nhận thôi, chứ bây giờ mà nói không lấy sợ người dân là bảo thế này thế nọ. Đấy vì bây giờ là thịt mình không lấy từng này thì nó cũng là mọi người cũng chia nhau từng đấy, mà mình lấy từng này thì mọi người cũng chia nhau từng đấy. Vì là con linh dương này nó rất là to. Đấy, vì là người mọi người đã làm thịt rồi nên là mình không muốn quay thêm cho mọi người xem, vì là cảnh máu mé rất là nhiều. Đấy, mong là mọi người thông cảm đấy. Nên là bây giờ về. Yeah, Michael, obrigado, yeah. Đấy, thôi thì mình bây giờ cũng xin phép về thôi. Đấy, để cho mọi người tiếp tục là ngày vui cuối tuần. Đấy, thì video này thì mình cũng rất vui. Đấy, vừa cuối tuần nghỉ ngơi lại có thịt ngon. Về tối nay anh em lại được ăn ngon thôi, để ngày mai tiếp tục công việc ngày tuần mới. Đấy, thì video này mình cũng xin kết thúc ở đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa giữa mình với người dân. Đấy, tình cảm rất là nhiều. Thì mọi người hãy cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi các bạn nha. Chào các bạn. Yeah, chào chào nhá. Yeah. Obrigado. Đấy, về ăn ngon rồi mọi người. Chà, thịt này, thịt lính dưỡng này mình cũng chưa ăn bao giờ đâu. Đấy. Miếng thịt tươi thế này mà, bây giờ về là phải nấu ăn luôn đấy. Đấy, mọi bây giờ để mọi người là chia nhau đâu đấy. Vì hôm nay cũng cuối tuần, chủ nhật, nghỉ là không làm gì đâu. Đấy, thôi bây giờ mình cũng về thôi, để em thịt về. Đấy.